Mà ở bên này, Hàn Nguyệt Giao hai ngày nay luôn lo lắng không thôi, ngày đêm mong ngóng anh sớm về Tiểu Thanh, ngươi nói xem chồng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đã hai ngày trôi qua rồi. Tiểu thư, chồng ngươi nói phải đi ba ngày mà, ngươi đừng lo lắng nữa. Ta có thể không lo lắng sao? Lẽ ra ta nên tự tay diệt trừ luôn cái Xích Dương giáo đấy mới đúng, nếu chồng ta có mệnh hệ gì tê nhất định sẽ tìm đến chúng đầu tiên. Nhưng chính vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, vợ à, anh về rồi đây. Hàn Nguyệt Giao vui mừng khôn xiết, nhảy lên ôm lấy anh chào mừng anh về nhà. Vốn dĩ anh muốn thân mật với vợ một chút lại bị người trên đường xung quanh làm gián đoạn. Chỉ vì anh ra ngoài bôn ba mấy ngày, rất nhiều người bệnh đang chờ được khám chữa. Anh có chút bất lực nhìn Hàn Nguyệt Giao, em biết anh muốn ở cùng em nhưng mà những người bệnh kia cũng rất đáng thương, anh mau đi đi. Vợ à, em thật lương thiện. Kết quả, anh vừa rời đi, Hàn Nguyệt Giao lập tức thay đổi sắc mặt một hai lần thì không sao, nhưng sau này không thể cứ làm phiền thế giới vợ chồng hai người chúng ta mãi được. Tiểu Thanh bên cạnh nghe thấy liền phừng phừng sắc khí thần, lập tức đi giết hết người bệnh trong thành Than Bình, thế thì sẽ không có ai làm phiền người nữa. Nào ngờ Hàn Nguyệt Giao lấy tay búng vào trán Tiểu Thanh, con nhóc ngốc này, lẽ nào ngươi tưởng rằng đây là ma giới sao, động một chút là đánh giết. Tiểu Thanh vô cùng kinh ngạc, thần chỉ làm theo những gì thánh nữ hồi trước hay làm thôi mà ạ. Hàn Nguyệt Giao đập bàn, Tiểu Thanh bị dọa sợ đến mức run cầm cập. Ta muốn ngươi theo chồng ta học y thuật, như vậy thì ngươi sẽ có thể thay chồng ta đi chữa bệnh rồi. Tiểu Thanh nghe xong liền rơi vào tuyệt vọng, người biết thần sợ nhất là phải học mấy cái này mà, người sai thần đánh giết gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể. Nhưng cô còn chưa nói hết câu, Hàn Nguyệt Giao đã quay người rời đi, không thèm quan tâm đến Tiểu Thanh đang ở đó kêu trời kêu đất. Lúc này, Hàn Nguyệt Giao đến bên bờ sông, nhìn lên không trung mọi việc đã hoàn thành chưa. Chỉ thấy có tiếng nói truyền trong không gian, bẩm thánh nữ, Xích Dương giáo đã bị hủy diệt, chỉ là... Làm sao? G.I.O.G.N.G. nói của Hàn Nguyệt Giao trở nên sắc lạnh, thánh nữ bớt giận, khi chúng thần đến Xích Dương giáo đã bị người khác tiêu diệt rồi. Người mà tiêu diệt Xích Dương giáo có một sức mạnh kinh khủng, đến cả núi Xích Dương, đỉnh núi lớn nhất cũng bị một kiếm xẻ đôi. Người này rất có thể là cường giả tuyệt giới có bát cảnh trở lên. Người đó trông như thế nào? Đã tra ra được thân phận của hắn chưa? Chuyện khác cô không hề quan tâm, nhưng đã là chuyện có một chút liên quan đến Chu Phàm Anh, cô nhất định phải làm cho rõ. Bởi vì sự uy hiếp của một cường giả bát cảnh là quá lớn, cô không cho phép bên cạnh anh có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Thuộc hạ bất tài, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào, người này giống như biến mất vào không khí vậy. Từ Điện Sứ thành thật trả lời, rất có thể là cường giả bát cảnh Thiên Vương thuộc Thần Cơ Lâu, chỉ cần điều tra danh sách của Thiên Bàng chắc sẽ thu được gì đó. Thiên Bàng là danh sách tất cả những cường giả bát cảnh Thiên Vương do Thiên Cơ Lâu soạn ra, mà Hàn Nguyệt Giao vốn là thánh nữ của ma giới, lại là người đứng đầu Thiên Bàng hiện nay, đã là cường giả của Thiên Bàng, thì việc này các người không cần lo, ta sẽ tự đi tìm hiểu. Từ Điện, ngươi làm việc cẩn thận, nếu sau này chồng ta lại cốt việc phải ra khỏi thành, thì ngươi hãy âm thầm đi theo bảo vệ an toàn cho anh ấy, nếu như anh ấy chỉ cần bị thương một cọng lông ta sẽ hỏi tội ngươi. Từ Điện Sứ cúi đầu đáp vâng, cô cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn, dù sao cũng chỉ là bảo vệ cho một người bình thường. Đối với người đã gần chạm đến bát cảnh, vô địch ma giới như cô mà nói thì việc này quá dễ dàng, như thiên tài không được dùng đúng chỗ vậy. Nhưng thấy thánh nữ quan tâm đến chồng cô ấy như vậy, cô lại càng tò mò hơn về anh. Hàn Nguyệt Giao vừa về đến nhà, anh liền bê một bát canh đến. Hàn Nguyệt Giao và Tiểu Thanh vừa nhìn một cái liền vô cùng bất ngờ, hai người không hẹn trước mà nhìn nhau. Đây chính là hoa sen bảy lá, là linh dược cấp thần, là bảo vật vô cùng giá trị. Một người bình thường như chồng ta làm sao có thể có được linh dược hiếm thấy như vậy? Anh để ý thấy sự kinh ngạc của hai người liền nhẹ nhàng giải thích, đây là do anh giúp đỡ một ông già, ông ấy đã cho anh, nói là để báo đáp ơn cứu mạng, chắc là không đáng tiền đâu. Tiểu Thanh không nhịn được mà nhìn anh như nhìn kẻ ngốc, nghĩ thầm người có biết giá trị thật của cái này không? Cái này là linh dược có thể giúp người ta đột phá bát cảnh đó, giá trị khó mà đong đếm được. Bản thân khó có được, mà lại bị tên ngốc này lãng phí như vậy, dùng để nấu cho thánh nữ một bát canh. Trong lúc, Tiểu Thanh đang gào thét trong lòng, Hàn Nguyệt Giao lại cảm thấy ấm lòng, không phải vì hoa sen bảy lá quý như thế nào mà cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô tin rằng cho dù anh biết giá trị của loại hoa này, anh cũng sẽ không do dự mà đem đi nấu canh cho cô uống. Hàn Nguyệt Giao bỗng chốc bật cười, uống từng ngụm nhỏ, cảm ơn chồng yêu, canh rất ngon. Nhưng vào lúc này, hệ thống lại làm phiền thế giới riêng của hai người họ Tinh, nhiệm vụ của hệ thống. Yêu cầu ký chủ nội trong 10 ngày, mau chóng đến ký tên ở điểm chỉ định ở núi Côn Luân. Sau khi hoàn thành, điểm hệ thống sẽ tăng 300.000, ngược lại, nếu thất bại sẽ bị trừ 3 triệu điểm. Anh nhìn nhiệm vụ này của hệ thống thì vô cùng khó chịu, vừa về nhà không được bao lâu lại bắt tôi đi xa, hệ thống ngươi cũng quá ác rồi.
Dù sao trong lòng anh cũng không nỡ rời xa vợ, lại không được gặp vợ một thời gian rồi. Sau vài phút tiễn biệt ngắn ngủi, anh liền cùng mấy người vệ sĩ xuất phát, cả đoạn đường đều yên bình một cách lạ thường, bởi Hàn Nguyệt Giao đã phái một hộ vệ thất cảnh âm thầm theo sau bảo vệ. Rất nhanh sau đó, anh đã thuận lợi đến được thành Võ Uy, đây là thành lớn gần với nơi chỉ định của hệ thống nhất. Vào trong thành, anh liền tìm thời cơ tách ra với vệ sĩ, hơn nữa còn phải khéo léo cắt đuôi vị cường giả thất cảnh thần bí luôn theo sau hộ tống kia để tránh làm lộ thân phận. Tuy nhiên, vào lúc này, một đoàn quân rồng đại hạ được trang bị vũ trang đầy đủ, cưỡi ngựa phi vào thành. Bọn họ là kỵ binh rồng của đại hạ, mà trong đội ngũ lại xuất hiện một tên dị tộc mặt mũi hung dữ thân hình to lớn lực lưỡng. Nhìn thấy đội kỵ binh rồng của đại hạ, người dân đều vui mừng hô hào, sau khi nhìn thấy bóng dáng tên dị tộc lại càng hô to hơn, lần lượt dùng trứng thối, rau thối ném vào người tên dị tộc đã bị bắt. Đám thổ phỉ độc ác này lại đến phá hoại đại hạ chúng ta, giết hắn đi để trả thù cho những đồng bào đã hy sinh. Nhưng tên dị tộc lại bật cười lớn trước sự hận thù của mọi người. Người này rõ ràng là sẽ bị phán tội chết mà lại không hề sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt hung dữ lại ánh lên sự khát máu. Quan sát người dân thành đại hạ, ánh mắt đó giống như một con sói đói đang xác định con mồi vậy. Cũng chính vào lúc này, hoang mạc bên ngoài thành cát bụi tung lên khắp nơi, năm tên thổ phỉ thất cảnh từ đâu đột nhiên xuất hiện. Tử Điện nhìn thấy liền lạnh lùng hừ một tiếng, chồng của chủ nhân ta còn DNAG ở TRNG thành Võ Uy. Nếu như để lũ tạp nham các người xông vào làm hại chủ nhân, ta cũng không còn mặt mũi trở về gặp thánh nữ, đuổi hết các ngươi đi thì chủ nhân sẽ an toàn. Tử Điện từ từ đứng thẳng dậy, sát khí đáng sợ bỗng chốc hiện ra dày đặc. Một tiếng bịch cô đã nhanh chóng ra ngoài thành. Mà trong thành lúc này, tên dị tộc vừa bị bắt ban nãy lại tỏa ra một luồng áp lực khủng bố, phá vỡ tất cả xích trói trên người. Toàn bộ người dân đều rơi vào hoảng loạn, chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, toàn bộ kỵ binh đại hạ DX bị đánh cho tan tác. Ngay sau đó, một tên thổ phỉ trẻ tuổi tướng mạo nham hiểm bước ra, nước đại hạ đã không chống đỡ được cú đánh đầu tiên này, hóa ra đó chính là hoàng tử Tán Phổ của nước Thổ Phiên. Thấy tình hình như vậy, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa, hơn nữa khí tức của vị cường giả bị ẩn kia cũng đã biến mất, chắc là đã ra ngoài thành tiêu diệt những tên khác. Anh hừ một tiếng, vậy mình cũng không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Choang một tiếng, một luồng kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra, bắn về phía đám người Thổ Phiên, đó là Thiên Vương Bát Cảnh. Tất cả những người Thổ Phiên trong thành đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mỗi một bước đi của anh liền giết một tên cường giả Thổ Phiên, sau 8 bước thì đã tiêu diệt hết. Tán Phổ điện hạ, thần sẽ chặn tên Thiên Vương này, ngài mau chạy đi. Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một kiếm của anh chém chết. Tất cả những người Thổ Phiên thấy nhát kiếm này chỉ có thể từ bỏ việc tranh đấu. Đợi đến lúc anh ngẩng đầu lên, tất cả những người Thổ Phiên đều đã bị tiêu diệt. Tướng quân đại hạ khó khăn đi đến chỗ anh cảm tạ Thiên Vương đại nhân đã ra tay giúp đỡ, mong ngài để lại quý danh, kỵ binh rồng đại hạ sẽ mãi mãi không bao giờ quên ơn cứu mạng này. Việc chống giặc ngoại xâm là việc nên làm, còn về tên thì ta chính là người dân đại hạ. Tất cả người dân đại hạ đều vui mừng hô to đại hạ vạn tuế, còn anh cũng biến mất trước mắt mọi người, bởi vì anh còn phải nhanh chóng đến điểm chỉ định của hệ thống. Chính vào lúc người dân đang gieo hò, thì có một người sắp phát điên rồi, người này chính là Tử Điện. Bởi vì khi cô từ ngoài thành trở về mới phát hiện không thấy chồng của thánh nữ đâu nữa rồi, vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của thánh nữ lúc trước khi đi. Một người giết năm cường giả thất cảnh cũng không đổ một giọt mồ hôi nào, như Tử Điện cũng đổ mồ hôi lạnh khi không tìm thấy chồng của chủ nhân. Ôi chủ nhân, anh đừng làm hại tôi, rốt cuộc anh đi đâu rồi vậy? Cô đã lục tung cả thành Võ Uy nhưng vẫn không tìm ra anh. Thấy tình hình như vậy, cô chỉ có thể gửi mật thư về cho Hàn Nguyệt Giao, báo cho cô ấy tin xấu này. Ở bên này, khi Hàn Nguyệt Giao đọc được mật thư của Tử Điện, cả người bị đả kích lớn, khóc lóc thảm thiết, chồng à, vì sao lúc đó em không giữ anh lại chứ? Em không cho anh đi là được rồi. Không được, ta phải đi tìm chồng, nếu như chồng ta gặp chuyện xấu, ta sẽ bắt tất cả mọi người chết chung. Khí lạnh khủng khiếp tỏa ra từ người Hàn Nguyệt Giao, đi thôi, Tiểu Thanh. Bây giờ ta sẽ đi tìm tên Thổ Phiên kia, dù có phải đào ba tấc đất khắp Thổ Phiên, ta cũng sẽ mang chồng về. Sau đó cô không ngần ngại mà dùng hết toàn bộ sức mạnh ma giáo đi cứu anh. Không lâu sau đã đến nước Thổ Phiên, lúc đó Thổ Phiên mưa to bão lớn, trời đất tối sầm. Cái gì cơ? Thánh nữ ma giới xuất quan rồi. Rất nhiều binh lính xông vào bên trong đền Cam Tắc, run rẩy trước uy lực khủng khiếp của Hàn Nguyệt Giao, nhưng uy lực này chỉ vài giây sau đã bị chế áp. Người chế áp chính là Đại Từ Pháp Vương. Thánh nữ ma giới giá đáo đây là vinh hạnh của chùa, không biết thánh nữ đến đây có việc gì. Bớt phí lời, mau giao chồng ta ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ khiến chùa Cam Túc máu thành sông. Đại Từ Pháp Vương nghe vậy thì vô cùng bối rối. Hàn Nguyệt Giao lúc này chỉ một lòng muốn cứu chồng, không thể giữ bình tĩnh, sau đó liền tỏa ra uy lực khủng khiếp. Thực lực của người đứng đầu thiên bảng như Hàn Nguyệt Giao trước giờ không có đối thủ,
bây giờ tràn đầy sát khí. Mà đại từ Pháp Vương cũng không thể cứ nhẫn nhịn, ông ta cũng giải phóng vô số Phật quang, chuẩn bị đối đầu. Chẳng lẽ ngài muốn châm ngòi chiến tranh giữa ma giới và Phật giáo Nguyên Thủy sao? Vì chồng yêu của ta, đừng nói là Phật giáo của ông, cho dù là cả thiên hạ này thành kẻ địch của ta cũng đâu có sao. Hàn Nguyệt Giao tiến lên một bước, giây sau đã biến thành hình dáng khác. Cho dù đại từ Pháp Vương đã sử dụng thuật phòng vệ kim trung cháo mạnh nhất cũng không thể chống đỡ được. Ngay giây sau, toàn thân ông ta từ đầu đến chân như bị tách ra, sau đó dần biến thành làn khói đen, tan biến vào không trung, đại từ Pháp Vương chết rồi. Lúc này, anh đang vội vã trở về nhà thì phát hiện không thấy vợ đâu. Mà lúc này cuồng lôi sứ đang canh gác thì nhìn thấy bóng dáng anh thì kinh ngạc, chủ nhân về rồi. Chết rồi, lớn chuyện rồi, phải nhanh chóng báo cho thánh nữ biết, không biết chừng giờ cô ấy đã phát điên rồi. Mà ở chiến trường bên này, hơn 1 vạn sư tăng đã chết quá nửa, xác người chết chất thành núi. Vào lúc Hàn Nguyệt Giao muốn diệt cỏ tận gốc thì nhận được tin báo của cuồng lôi sứ, chủ nhân đã về rồi, thánh nữ mau trở về đi. Hàn Nguyệt Giao vừa giết người không chớp mắt liền thay đổi sắc mặt, tươi tắn hơn hẳn, chồng vẫn ổn, tốt quá rồi. Tử Điện ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, thầm chúc mừng bản thân đã nhặt được một mạng. Hàn Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi, ngươi vui cái gì? Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Tiểu Thanh mau nhốt cô ta vào ngục đúng 7.749 ngày, không thiếu một giây nào mới được thả ra. Tử Điện liền bày ra vẻ mặt đáng thương, thánh nữ, đừng mà thánh nữ, vậy chúng ta có tiếp tục diệt Phật không? Bỏ đi, tha cho bọn họ lần này, không có gì quan trọng bằng chồng ta. Nói xong liền quay người rời đi. Tiểu Thanh khẽ thở dài, đây là một cơ hội tốt mà. Thánh nữ nhà ta đúng là điên thật rồi. Quả nhiên chồng ngài ấy chính là giới hạn duy nhất. Cũng vào lúc này, anh đang vội vã đi tìm vợ chủ nhân. Người mau đi tìm phu nhân đi, cô ấy đã 3 ngày không về rồi. Đều tại thần, lẽ ra lúc đó thần nên đi cùng phu nhân và chị Tiểu Thanh. Phu nhân yếu đuối như vậy, nếu như cô ấy gặp nguy hiểm gì thì sao? Nói xong anh liền vội vàng lao ra khỏi nhà. Trần Bất Phàm, phu nhân nhà ta mất tích rồi. Trần Bất Phàm cũng vô cùng bất ngờ, sao cơ? Không tìm thấy vợ anh sao? Sao lại có chuyện này xảy ra được? Chu Huynh, anh đừng lo, tôi sẽ sai người đi tìm ngay, nhưng tôi nghĩ là có liên quan đến bọn sơn tặc dạo gần đây. Nghe nói bọn chúng thường xuyên cướp bóc người dân, còn tùy ý giết người, bắt cóc cô nương nhà lành lên núi làm áp trại phu nhân, toàn làm chuyện xấu. Nghe vậy, sắc mặt anh ngay lập tức trở nên sắc lạnh chết tiệt, nếu như phu nhân nhà ta có mệnh hệ gì nhất định sẽ chém bọn chúng ra thành ngàn mảnh. Kết quả, ngay khi vừa ra khỏi cửa liền đụng phải vợ mình. Hàn Nguyệt Giao nước mắt lã chã quay mặt đi, cũng không quan tâm xung quanh có người hay không, nhào vào lòng anh cũng ôm chặt lấy cô, hít hà mùi thơm trên người cô, mới chắc chắn đây không phải là mơ. Chồng à, Hàn Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn anh. Anh cầm lấy tay cô, phu nhân, chúng ta về nhà thôi, dù sao cũng đã lâu không được đoàn tụ với vợ. Mà sau khi Hàn Nguyệt Giao giết đại từ Pháp Vương, chuyện nan giải cũng theo đó mà đến. Chỉ thấy trên trời xuất hiện mật thư của thần giáo mời thánh nữ giải thích rõ ràng với thần giáo chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ khiến thành Thanh Bình nợ máu phải trả bằng máu. Hàn Nguyệt Giao nhìn thấy thì nhíu mày, trong lòng nghĩ hình như chuyện này không hề liên quan tới thần giáo. Tiểu Thanh ở bên liền nhắc nhở cô rằng đại từ Pháp Vương mà cô giết có xuất thân từ thần giáo. Hàn Nguyệt Giao nghe vậy thì lo lắng, nhưng không phải cô sợ cái thần giáo kia mà vì bọn họ sẽ uy hiếp tới chồng cô, vậy nên cô buộc phải diệt cỏ tận gốc để bảo vệ anh Tiểu Thanh. Mau bảo Phi Thiên Ma Vương và Thiên Chu Ma Vương điều động tất cả cao thủ của đại hạ, chờ nghe lệnh, thêm nữa, tuyên lệnh về ma giới. Bảo Diêm Quân 10 điện tập hợp quân lính xông vào Thổ Thần Châu, giam chân cường giả ở đó, tuyệt đối không được bỏ sót ai có thể đến chi viện cho thần giáo. Đêm nay, ta muốn làm thần giáo biến mất khỏi đại hạ. Nhưng cô lại không biết rằng cô sẽ gặp người thân thực với cô nhất ở đó. Rất nhanh sau đó, Hàn Nguyệt Giao đã đem toàn bộ người ở ma giới đến trước thần giáo. Ai đến vậy? Một thần sứ mặt mũi nghiêm trọng từ bên trong điện nhìn ra cửa, thấp giọng hỏi. Chỉ thấy một người con gái toàn thân bao trùm bởi làn xương đen, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, đi vào bên trong. Trong ánh mắt cô chứa đầy sự coi thường, cô không nói lời nào, cứ thế ra tay. Chỉ trong chốc lát, làn khói đen cuồn cuộn như sóng biển, bao trùm cả đại điện. Nơi nào có khói đen đi qua thì không có ngọn cỏ nào sống sót. Lúc này, giọng nói của Hàn Nguyệt Giao đầy sát ý. Phát ra từ trong làn khói đen, ai dám uy hiếp đến chồng ta dù ở đâu cũng đều phải chết. Sau đó chỉ trong giây lát, dường như tất cả người thần giáo đều bị khói đen nuốt chửng. Vậy nhưng Hàn Nguyệt Giao vẫn không dừng tay, mà vừa vung tay vừa đi sâu vào trong đại điện, khắp nơi đều có thương vong. Cuối cùng có người bắn tên từ trong đại điện bắn lên trên trời, người này chính là giáo chủ thần giáo. Là người đứng thứ 2 thiên bảng, ai dám động đến thần giáo thì phải xem có thể bước qua xác ta không đã. Cùng với đó là một uy lực to lớn được giải phóng, sau đó phá vỡ bầu trời.
Tất cả người trong thần giáo đều bị trấn áp không thể cử động, chỉ còn mình Hàn Nguyệt Giao vẫn đứng vững, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, dám lấy chồng ta ra để uy hiếp, ta sẽ tế ngươi lên trời. Vô số tia sét bao quanh người cô, phóng ra uy lực lớn mạnh hơn cả giáo chủ. Ngay lúc này, sức mạnh vô địch của người đứng đầu thiên bàng đã được thể hiện ra toàn bộ. Hàn Nguyệt Giao cầm một thanh kiếm ánh sáng màu tím, trong nháy mắt lao đến giáo chủ thần giáo. Sau hai tiếng giao tranh, giáo chủ cuối cùng cũng không thể đấu lại Hàn Nguyệt Giao, quỳ dưới chân cô. Nhưng không ngờ, giáo chủ thần giáo bắt đầu cười điên dại, viên ngọc trên tay ông ta phát ra ánh sáng chói lòa. Đó chính là vong hồn châu đã thất truyền từ lâu, lưu truyền rằng nếu hấp thụ thành công thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Thánh nữ điện hạ, xin hãy ngăn ông ta lại. Người của ma giáo vội vàng cầu xin. Nhìn thấy giáo chủ khi sắp hấp thụ thành công viên ngọc thì đầu bỗng tách làm đôi, hóa ra là Chu Bất Phàm anh đã đuổi đến kịp. Nhưng quân lính lại không biết danh tính thật của anh, mà gọi anh là bá đao khách. Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi, bá đao khách của đại hạ. Phía sau tấm che mặt vang lên giọng phụ nữ. Một mình ngươi đánh bại 9 vị thiên vương, một phát vươn lên vị trí thứ 3 thiên bảng. Hôm nay ngươi lại một đoa giết chết giáo chủ thần giáo. Ngươi đứng thứ 2 thiên bảng, chỉ sợ rằng ngày mai ngươi sẽ vang danh khắp thiên hạ, không ai không biết. Thánh nữ ta rất coi trọng nhân tài, cho ngươi một cơ hội mau giao khỏa linh châu ra, nguyện trung thành với ma giới thì ta sẽ không giết ngươi. Cô ấy rất cần viên khỏa linh châu này là bởi vì nó rất phù hợp với chồng cô. Không chỉ có thể tăng cường sức mạnh cho anh ấy mà còn giúp tăng tuổi thọ. Như vậy thì hai người họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng anh tất nhiên không đồng ý giao viên khỏa linh châu ra, bởi vì đây là bảo vật quý hiếm không thể thiếu đối với vợ anh. Ngươi đừng mong có được viên khỏa linh châu này, ta cũng cho ngươi một cơ hội, đem tất cả cường giả ma giới các ngươi đi quy phục đại hạ, còn thánh nữ ma giới thì về làm thị nữ cho vợ ta. Khiến thánh nữ ma giới, người đứng đầu thiên bàng bảo vệ cho vợ anh, thì sự an toàn của cô ấy nhất định sẽ được đảm bảo. Hàn Nguyệt Giao nghe vậy liền lập tức nổi cuồng phong không biết xấu hổ, lại dám ăn nói trâng tráo như vậy.